Quý vị khán giả này, chúng ta cùng đến với nhà trực tiếp tại thủ đô Gia Định để theo dõi chiếc cầu giao hữu của cao thủ VB Toàn Đạt và cao thủ VB Sài Gòn. Cái thứ hai quen thuộc và cao thủ VB Tao Đàn lại có mặt ở trên phát bay của Lai Bóng Đá. Ngày hôm nay họ lựa chọn một đối thủ khá mạnh, đó là cao thủ VB Sài Gòn. Và liệu rằng ngày hôm nay thì họ có thể có một chiến thắng như cách mà họ đã từng làm ở cách đây một tuần. Thì về mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta cùng chờ đợi tiếng còi của trọng tài Cát Lệ. VB Tao Đàn sẽ ra sân với trang phục quen thuộc, đó là áo vàng xanh và quần đen. Hiệp một này họ sẽ chơi giữ thành ở bên phía cánh phải, trong khi đó thì các thủ VB Sài Gòn đó là trang phục xanh đen, và cánh trái sẽ là cánh mò sẽ chơi giữ ở trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Như vậy vừa rồi thì trọng tài cũng đã cho chơi cầu được bắt đầu. Rồi thoát xuống, và đó là tình huống làm bàn dành cho cầu thủ của VB Tao Đàn. Một bàn thắng đến từ khá sớm, vị trí của số 12 Gia Bảo. Từ một tình huống tấn công trung lộ, người thực hiện đường chuyền đó là Đức Ngọ. Và ở hành lang cánh trái thì Gia Bảo cũng khá khéo léo xoay sở, đánh bại được hệ thống phòng ngự và đối mặt với thủ thành. Thực hiện một tình huống ra trần treo góc và mở tỷ số cho VB Sài Gòn. Xin lỗi VB Tao Đàn. Tình huống sơ cao của số 12 chờ hãy là cái bài được chuyển vào. Tất nhiên là bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ của VB Tao Đàn. Đức Thọ lần này là người đã trực tiếp ghi bàn dành cho các cầu thủ áo vàng. Thực hiện tình huống xoay sở trước đó, đó là vị trí của cầu thủ vào số 12, có vẻ như đó là tuyến nháy ở hành lang, anh đã bó vào trung tuyến. Và cánh phải, sau đó là cánh trái, cuối cùng thì họ đã thành công với bàn thắng thứ hai. Hoàng Hà thoát người tốt, đường chuyền Hữu Tân, cơ hội cho cầu thủ mới được sử dụng. Gia Bảo, đội tuyển cũng đã chủ động rất cao. Điều có pha chân gãy, pha chân tập tốc và bàn thắng thứ ba dành cho VB Tao Đàn. Một bàn thắng đầy thuyết phục với các cầu thủ áo vàng. Bình tĩnh cho tình huống tấn công này của VB Tao Đàn. Trả bóng tuyến này và phú trận đủ thời gian, không gian và ngắm nghĩa thực hiện tình huống đa trận. Bóng tập thấp và cực kỳ khó chịu. Tỷ số lúc này đã là 3-0 cho VB. Tuyệt nháy, đẩy rồi sân đen, không vào, vẫn chưa thể có bàn thắng cho Sơn Đen. Đường chuyền vào, chạy cắt bật và bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ của VB Tao Đàn. Và bắt nguồn từ một tình huống tấn công, chính xác là một tình huống đá phạt góc ở hành lang cánh trái. Và các cầu thủ của VB Tao Đàn tiếp tục lại có bàn thắng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Đang cánh trái, Đức Thọ, đường chuyền tốt, Khắc Hòa, đồng đội tuyến trong, Hữu Tân. Và chính xác là như vậy, Hữu Tân là người đã giúp cho các cầu thủ của VB Tao Đàn nâng tỷ số lên thành 5-0. Vẫn luôn là một kịch bản quen thuộc, cao thủ của VB Tao Đàn chừa cho đối phương cơ hội để có thể làm khó được thủ thành Hoàng Anh. Và lúc này Hữu Tân, cầu thủ mang số 6 vừa mới trở lại. Và đá chân, bóng đi trúng cột dọc và đi vào lưới. Khá nhanh chóng thì khi trở lại, chính xác là tình huống giao bóng trở lại cho cao thủ của VB Sài Gòn. Họ cũng đã có bàn thắng cho mình. Một tình huống tấn công, vẫn là cánh trái, cánh họ đã tấn công khá nhiều. Và làm bàn, có vẻ như đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 79, vị trí của Phong Triều. Đức Thọ, đường chuyền dài, Phú Trần.
Hiếu Lê thổi bóng dành cho các cầu thủ của VB Sài Gòn. Lâm Bắc có cơ hội bàn thắng thứ hai. Lúc này bàn thắng thứ hai là đến với các cầu thủ của VB Sài Gòn. Lại là một tình huống làm bàn ở hành lang trái nữa. Cánh mà họ đã tấn công và cực kỳ mạnh. Khoảng cách lúc này đang chỉ còn lại là 3 bàn với tỷ số là 5-2. Gia Bảo dễ dàng để số 12 có thể cắt bóng ngay. Hiếu Tân không thể kiểm soát tình hình. Số 79 đó là vị trí của Phạm Triều, là người đã lấy bóng ngay. Để bóng cho VB Sài Gòn. Goal! Thủ thành băng ra. Trọng tài đã có những cân nhắc và nói không với pha bóng này. Hoàng Hà. Cầu thủ đã xin bóng ở tuyến trong nhưng không có quá nhiều những khoảng trống. Phú Trần phá chân căng và bàn thắng cực đẹp của Phú Trần để giúp cho cầu thủ của VB Tân An tiếp tục có bàn thắng. Và đó là cú đúp của anh, cú đúp đầu tiên của trận đấu này. Đức Thọ. Xoay sơ. Chưa nhiều những khoảng trống khi mà cao thủ áo xanh đã lùi về khá nhiều. Nhưng vẫn có bàn thắng tiếp theo nữa dành cho cao thủ của VB Tân An. Và Hoàng Hà sau quá nhiều những nỗ lực thì lúc này cũng đã có bàn thắng cho riêng mình. Một tình huống xoay sơ hay của số 25. Đường chuyền dài đấy đâu. Tình huống phối hợp tấn công cực kỳ đẹp mắt của cao thủ bên phía VB Sài Gòn. Một tình huống treo bóng ở khu vực sân nhà. Một tình huống một đường chuyền có điểm rồi cực kỳ tốt và đội tuyến trên. Cầu thủ mang áo số 21 đó là chính Khắc Hoa. Và đến lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để kết thúc trận cầu giữa các cầu thủ của VB Tân An và VB Sài Gòn. Một chiến thắng cực kỳ thuyết phục với VB Tân An với tỷ số là 7-3. Một trận cầu với 10 bàn mà hai bóng đã tạo ra. Cảm ơn hai đội bóng đã đến với trận cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì em ekip Lai Bóng Đá và nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong những trận cầu tiếp theo.